Chào mừng các bạn đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Ngọc Thúy. Cô rất vui được đồng hành cùng các bạn trong tiết học này. Các bạn đã được học các bảng nhân 2, 3, 4, 5 và 6. Trong tiết học này, chúng ta sẽ học bài bảng nhân 7. Bài học của chúng ta gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, cô và các bạn sẽ cùng nhau lập bảng nhân 7. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ vận dụng giải các bài toán cơ bản. Chúng ta cùng nhau bước vào nội dung thứ nhất, lập bảng nhân 7. Cô mời các bạn quan sát. Cô có một băng giấy. Các bạn cho cô biết băng giấy của cô có mấy chấm tròn? Băng giấy của cô có 7 chấm tròn. Vậy, 7 chấm tròn được lấy mấy lần? 7 chấm tròn được lấy một lần. Các bạn hãy viết cho cô phép tính tương ứng nhé. Chúng ta có phép tính là 7 x 1 bằng 7. Chúng ta vừa lập được phép tính đầu tiên trong bảng nhân 7. Các bạn đọc lại với cô. 7 x 1 bằng 7. Cô mời các bạn tiếp tục quan sát. Các bạn cho cô biết 7 chấm tròn được lấy mấy lần? 7 chấm tròn được lấy 2 lần. Các bạn hãy viết cho cô phép tính tương ứng nhé. Chúng ta có phép tính 7 x 2. Bây giờ các bạn hãy chuyển tích này thành tổng và tìm cho cô kết quả nhé. Chúng ta có 7 x 2 bằng 7 cộng 7 bằng 14. Vậy 7 x 2 bằng 14. Chúng ta vừa lập được phép tính thứ hai trong bảng nhân 7. Các bạn đọc lại cùng cô. 7 x 2 bằng 14. Chúng ta cùng quan sát. Bây giờ 7 chấm tròn được lấy mấy lần? Các bạn hãy nêu và viết cho cô các phép tính tương ứng để tìm kết quả nhé. Chúng ta thấy 7 chấm tròn được lấy 3 lần. Ta có phép tính 7 x 3 bằng 7 cộng 7 cộng 7 bằng 21. Vậy 7 x 3 bằng 21. Chúng ta vừa lập được phép tính thứ 3 trong bảng nhân 7. Bây giờ các bạn hãy quan sát cho cô hai phép tính 7 x 1 bằng 7 và 7 x 2 bằng 14. Cho cô biết các bạn có nhận xét gì? Chúng ta có khi hai phép nhân liền kề nhau để tìm tích liền sau, chúng ta sẽ lấy tích liền trước cộng thêm 7. Có nghĩa là 7 cộng 7 bằng 14. Tương tự thế, 14 cộng 7 bằng 21. Bây giờ các bạn hãy điền số và hoàn thành cho cô bảng nhân 7 nhé. Cô mời các bạn thực hiện. Các bạn đã điền xong chưa? Mình sẽ cùng nhau kiểm tra kết quả với cô nhé. 7 x 1 bằng 7, 7 x 2 bằng 14, 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Các bạn có tìm đúng kết quả không? Chúng ta vừa lập được bảng nhân 7. Bây giờ các bạn hãy đọc lại bảng nhân 7 nhiều lần và học thuộc cho cô bảng nhân 7 này nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ bước sang nội dung thứ hai, vận dụng bảng nhân 7 vào giải toán nhé. Cô mời các bạn đọc cho cô bài này. Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì vậy? Bài tập yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Tính nhẩm có nghĩa là nêu nhanh kết quả của phép tính. Các bạn hãy đọc lại các phép tính này theo cột dọc và nêu nhanh cho cô kết quả nhé. Các bạn đã nêu xong chưa? Mình cùng nêu lại với cô một lần nữa nhé. Chúng ta có 7 x 3 bằng 21, 7 x 5 bằng 35, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 6 bằng 42, 7 x 4 bằng 28, 7 x 2 bằng 14, 7 x 10 bằng 70, 7 x 9 bằng 63, 7 x 1 bằng 7, 0 x 7 bằng 0, 7 x 0 bằng 0.
Các bạn cho cô biết, để thực hiện tốt bài tập này, chúng ta cần lưu ý điều gì? Để thực hiện tốt bài tập này, chúng ta cần phải thuộc bảng nhân 7 đúng chưa nào? Các bạn hãy quan sát cho cô hai phép tính cuối cùng của bài tập này. Và cho cô biết các bạn có nhận xét gì? Hai phép tính này có một thừa số là số 0. Các bạn nhớ cho cô nhé. Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Và số nào nhân với số 0 cũng bằng 0. Qua bài tập số 1, chúng ta vừa áp dụng bảng nhân 7 vào việc tính nhanh. Chúng ta cùng bước sang bài tập tiếp theo nhé. Cô mời các bạn cùng đọc đề với cô. Bài 2, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần có bao nhiêu ngày? Các bạn cho cô biết đề bài cho chúng ta biết gì? Đề bài cho chúng ta biết mỗi tuần lễ có 7 ngày. Các bạn có biết mỗi tuần lễ có nghĩa là gì không? Mỗi tuần lễ có nghĩa là một tuần lễ. Chúng ta có một tuần lễ sẽ có 7 ngày. Đề bài hỏi gì chúng ta? Đề bài hỏi 4 tuần lễ thì có bao nhiêu ngày? Đây là một bài toán quen thuộc. Cô mời các bạn hãy giải bài toán này nhé. Các bạn đã thực hiện xong chưa? Mình cùng xem kết quả của cô nhé. Số ngày 4 tuần lễ có là 7 x 4 bằng 28 ngày. Đáp số 28 ngày. Qua bài tập vừa rồi, chúng ta vừa áp dụng bảng nhân 7 vào giải toán. Tiết học hôm nay, cô và các bạn vừa tìm hiểu về bảng nhân 7. Các bạn hãy nhớ đọc lại nhiều lần và học thuộc bảng nhân 7 nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô hy vọng với những kiến thức cô và các bạn vừa tìm hiểu kết hợp với sơ đồ này sẽ giúp cho các bạn học nhanh, nhớ lâu kiến thức. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Siêu trí nhớ học đường tiếp theo nhé.